Trần Nhật Duật sinh năm Ất Mão 1255, ông là con thứ 6 của vua Trần Thái Tông. Ông được phong tước Triều Văn Vương năm 12 tuổi, một trong những tước vương trẻ nhất của vương triều Trần. Ông là người văn võ song toàn, vị tướng nổi bật trong hai cuộc kháng chiến chống giặc Nguyên Mông. Ngoài ra ông còn nổi tiếng với sự am hiểu về văn hóa, văn triều Uyên Bác, một nhà ngoại gia tài ba, thông thạo rất nhiều ngôn ngữ, các nhà viết sử đã không thể tìm ra được khiếm khuyết để chê ông. Dù vị danh tướng này không có dáng vẻ đạo mạo, mẫu mực của nhà nho, mà có cuộc sống phóng khoáng đầy chất thơ. Tài năng, đức độ, sự nghiêm minh ngay thẳng của ông cũng như các tướng văn, võ trong thân tộc nhà Trần cùng thế hệ với ông như Trần Quốc Tuấn, Trần Quang Khải đã góp phần không nhỏ vào sự tồn tại và hưng thịnh của nước Đại Việt thời nhà Trần. Năm 1330, đời Trần Hiến Tông, Triều Văn, Đại Vương Nhật Duật qua đời, hưởng thọ 75 tuổi.